Minh Đức Như Anh rất vui đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tay Đua Nghề Mới đầu tiên của năm 2024. Hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 1 năm 2024, những người thực hiện chương trình kính chúc quý khán giả một năm mới với nhiều thành công mới và thắng lợi mới. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Thành phố Cần Thơ tưng bừng niềm vui và sắc màu rực rỡ trong lễ kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc trung ương. Những cảm xúc đặc biệt của các cá nhân điển hình 20 năm của thành phố Cần Thơ trong chuyến hành trình về nguồn, về thăm quê Bác. Những chiếc cầu mang tên hy vọng góp phần thay đổi diện mạo của vùng ngoại thành Cần Thơ. Tự hào những đảng viên tuổi 20 thế hệ tiếp nối để đóng góp cho những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, những ngày cuối năm mặc dù tiết trời se lạnh, nhưng nhịp sống cũng trở nên sôi động, rộn ràng hơn trong niềm vui hân hoan của các tầng lớp nhân dân chào đón lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương vừa diễn ra trọng thể vào tối qua. Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành bạn và khách quốc tế đã đến chung vui cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành nghệ thuật với gần 2.000 người tham gia thuộc 20 khối, gồm lực lượng vũ trang, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân các địa phương. Qua đó thể hiện khí thế mạnh mẽ của thành phố Cần Thơ đang không ngừng vươn lên, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Là một người dân Cần Thơ thì em cảm thấy rất là tự hào khi đây là thành phố Cần Thơ của em tổ chức là kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Mọi người đều rất là hào hứng và vui tươi để đến để tham dự ngày hội lớn của thành phố Cần Thơ. Qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đã phát huy truyền thống cách mạng, một lòng đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những thành tích đã đạt được qua 20 năm xây dựng và phát triển. Ngay sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hương sắc Tây Đô. Các tiết mục đã khắc họa hình ảnh miền Tây sông nước trù phú, đất và người Cần Thơ hiền hòa đang từng ngày đổi mới và không ngừng phát triển. Mình cảm thấy là qua lễ hội này thì có thể quảng bá và làm cho người dân có thêm nhiều cái để vui chơi hơn, cũng như là thu hút những cái khách du lịch địa phương đến với thành phố Cần Thơ hơn nữa. Thế hệ thanh niên trẻ thì em đầu tiên thì mình phải cố gắng học tập, đó là chuyện đương nhiên rồi. Bên cạnh đó thì mình cần phải là năng động hơn, sáng tạo hơn và cũng như là mình góp phần xây dựng một cái thành phố Cần Thơ của mình ngày càng năng động, hội nhập và phát triển hơn nữa. Quý vị, những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu trên bầu trời chào đón năm mới 2024 với khí thế tự hào, niềm tin về sự phát triển của thành phố Cần Thơ, Tây Đô, trung tâm của vùng đất chính đồng trong giai đoạn mới. Sự tham gia của các ca sĩ Trang Vũ, Võ Hà Trọng và nhiều ca sĩ. Ngắm nhìn quê hương đang đổi mới từng ngày, rộn ràng trong lời ca tiếng hát, khiến mỗi chúng ta càng thêm trân trọng, tin tưởng và bước phát triển không ngừng của thành phố Cần Thơ, để niềm tự hào, tình yêu quê hương cứ thế lớn dần, vững bền theo tháng năm. Thưa quý khán giả, sau 20 năm hình thành và phát triển, với các chủ trương quyết sách của Trung ương, của thành phố, Cần Thơ đã phấn đấu trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong. Để ghi nhận những thành tựu của thành phố Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã thực hiện bộ phim tài liệu Thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Bộ phim tài liệu với 6 tập, mỗi tập 30 phút ghi lại những tầm nhìn chiến lược về một thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đó là những nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội và sự thống nhất trong tư tưởng và nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, là sức mạnh tổng hợp mở đường cho việc đưa ra những khâu đột phá, những chương trình trọng điểm, những giải pháp mới để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa,
vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Bộ phim sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 5 phút bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 1 năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. 20 năm thành lập và trực thuộc Trung ương, thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố trẻ. Trong đó, kết quả nổi bật được thể hiện trên các lĩnh vực như xây dựng đảng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự, xây dựng đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông hàng năm từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí. Người dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện và đồng thời các đoàn thể chính trị cũng phối hợp tốt. Thế nên là từ các cái hẻm ngõ cũng như từ cấp phường, cấp khu vực, cấp phường cho đến cấp quận là nó khang trang rất nhiều, cái bộ mặt thay đổi hoàn toàn. Cái điều mà mình rõ nét nhất mà mọi người cũng đều nhìn thấy là cái những bước mà cả hệ thống chính trị cũng như nhân dân đã đồng tình góp công sức vào bằng tất cả mọi nguồn lực của nhà nước và nhân dân để cùng nhau chung tay nâng cấp các cái hẻm. Trong đó có những hẻm thì 100% người dân là đóng góp trong quá trình 20 năm. Và gần đây là theo cái hình thức 64 là nhân dân và nhà nước cùng làm đã đang tiến hành hoàn thiện tất cả những các cái hẻm. Nhìn lại 20 năm phát triển của thành phố Cần Thơ, người dân của quận Bình Thủy thì thấy là có nhiều thay đổi khởi sắc. Nghĩa là diện mạo là phát triển là đô thị. Trong đó là đường cơ sở hạ tầng thì coi như được đầu tư đồng bộ. Cụ thể là coi như là trường, lớp thì được xây mới khang trang theo cái chuẩn quốc gia. Trạm y tế, các phường thì coi như đã được xây mới và khang trang. Đường là giao thông đó là được mở rộng, nâng cấp. Mình cảm thấy phát triển rất là mạnh. Mà nhất là về cái không gian số 4.0 của Cần Thơ mình, nhất là cái thủ tục hành chính ở các cơ quan công quyền khi người dân tới liên hệ nó rất nhanh chóng, rất lẹ làng. Đối với đời sống xã hội của đồng bào dân tộc thì được chăm lo theo cái diện chính sách của đồng bào dân tộc, từ hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho tới cho vay vốn để hỗ trợ tạo cái công ăn việc làm, quan tâm đến vấn đề giáo dục, ví dụ như thành lập được cái học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, rồi thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú. Trong 20 năm qua, mạng lưới các trường lớp được mở rộng, được thành phố đầu tư rất là có chất lượng. Đội ngũ nhà giáo cũng được thành phố chú trọng nâng cao về chuẩn. Trong cái thực hiện các cái chế độ chính sách đối với người có công, một cái vấn đề quan tâm của lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa qua rất tốt. Những người mà được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước thì cũng rất phấn khởi và cũng tự mình tiếp tục phấn đấu để cùng với thành phố để vươn lên. Sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt. Có được kết quả này là có sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Ghi nhận những đóng góp đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ tôn vinh biểu dương 100 gương điển hình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển thành phố. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng gặp gỡ với một số điển hình tiêu biểu như thế. Hơn 20 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, bà Bùi Thị Châm, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái ấp Nhân Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền đã đưa chi hội trở thành nơi gắn kết chia sẻ của các chị em. Bằng các giải pháp cụ thể, chỉ còn giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong tổng số 28 thành viên hợp tác xã, nhiều thành viên có thu nhập gần 1 tỷ đồng một năm. Và hiện nay, gần 50% diện tích sầu riêng đã hoàn tất thủ tục cấp mã số vùng trồng. Rất là phấn khởi, thì đó cũng là cái động lực để cho mình tiếp tục cái công việc. Còn thạc sĩ Hồ Quốc Hùng, trưởng phòng thí nghiệm cơ khí tự động hóa vật liệu mới, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ, được nhiều người nể phục bởi nhiều sáng kiến đã được ứng dụng rộng rãi như tích hợp công nghệ từ trường và công nghệ lọc cải tiến hệ thống xử lý nước cấp nước uống, mô hình nước tưới nông nghiệp. Anh đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố và toàn quốc như giải thưởng cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Bằng lao động sáng tạo được công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021 và 2022. Công đoàn cũng tiếp tục là hỗ trợ anh em, khuyến khích anh em để cho có những cái sáng kiến thực tế vào đời sống sản xuất
ở từng lĩnh vực, ở từng nơi mà anh em làm việc, cho nên là làm cho anh em là hết sức là phấn khởi. 100 bông hoa tiêu biểu được vinh danh là đại diện cho rất nhiều những con người đã đóng góp cho thành phố. Họ là những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc ưu tú, giảng viên, người quản lý giáo dục, giáo viên các cấp, nhà khoa học tiêu biểu, người đứng đầu các doanh nghiệp. Họ là những vị chức sắc các tôn giáo có đóng góp cho cộng đồng, là những văn nghệ sĩ tiêu biểu, những cán bộ chiến sĩ có công đóng góp trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, những công nhân, nông dân trên lĩnh vực lao động sản xuất, những học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Dù ở lĩnh vực nào, họ cũng không ngừng cống hiến hết lòng vì công việc và sự phát triển của thành phố. Họ đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm hăng say lao động cần cù sáng tạo. Sự ghi nhận của thành phố là động lực để không chỉ những người được vinh danh, mà mọi người tiếp tục nỗ lực cống hiến để cùng thành phố Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và khát vọng lớn. Vừa rồi quý vị vừa xem những điển hình của thành phố Cần Thơ trong 20 năm qua và đặc biệt là năm 2023. Những cá nhân trên đã được tham gia hành trình về nguồn, về thăm quê Bác để truy ân, tưởng nhớ công lao to lớn của người. Đây còn là cơ hội để mọi người được học tập một cách trực quan nhất, sinh động nhất về nhân cách cao đẹp và đức hy sinh của Bác kính yêu. Dân, và để rồi mỗi người hiểu rằng cần phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, góp sức xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời người hằng mong. Trong tiết trời se lạnh của mùa đông xứ Nghệ, những người con từ miền sông nước Cần Thơ có dịp trở về thăm quê hương Bác Hồ. Nếu như làng sen quê nội gắn liền với năm tháng thiếu thời của Bác, thì làng Hoàng Trù quê ngoại là nơi người cất tiếng khóc chào đời. Thưa quý vị, ngôi nhà này cách đây hơn 130 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cất tiếng khóc chào đời. Và đến nay thì ngôi nhà này vẫn được lưu giữ gần như nguyên bản để các thế hệ người Việt Nam trở về đây tìm hiểu về thân thế cuộc đời sự nghiệp của một người Việt Nam vĩ đại nhất. Vẫn còn đây hàng rào dăm bụt bao quanh ngõ trúc, vẫn còn đây mái nhà tranh nhỏ năm gian mộc mạc nép mình dưới bóng tre xanh mát. Ngắm những kỷ vật thiêng liêng in dấu ấn thời thơ ấu của Bác Hồ và qua lời thuyết minh viên như tái hiện lại nếp sống thanh bạch cao đẹp của một gia đình yêu nước. Vinh dự về thăm quê Bác thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Sau khi nghe chị thuyết minh vừa nói xong thì em thấy rất là xúc động khi mà biết được là hoàn cảnh của Bác Hồ rất là khó khăn. Và cũng như là tuy là được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nuôi được cái ý chí yêu nước thì em sẽ cố gắng học hỏi cũng như là học tốt hơn nữa và tham gia các hoạt động yêu nước để có thể góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển hơn. Trước đây thì tôi chỉ biết về ông bà thân sinh cũng như Bác Hồ qua những câu chuyện kể, qua những trang lịch sử, phim ảnh. Và hôm nay thì được về thăm thấy được một cái phong cảnh thật sự qua những cái lời thuyết minh của các thuyết minh viên. Thì cảm thấy rằng là cảm nhận được là các ông bà cũng như thân sinh của Bác Hồ đã truyền được cái tình yêu quê hương đất nước. Và cũng thấy được cái Bác đã hy sinh tất cả cuộc đời vì nước, vì non. Và hôm nay thì tôi cũng cảm nhận được rằng được sống trong một cái đất nước hòa bình thì tôi lại càng thấm thêm cái ý nghĩa, cái câu của Bác không có gì quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc. Và tôi nguyện sẽ phấn đấu, làm việc, cống hiến hết sức mình và sống tốt cũng vì góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hoạt động này thì nó cũng khích lệ, động viên các phong trào hành động cách mạng trong cả thành phố, đặc biệt là thực hiện các phong trào thi đua, có những việc làm cụ thể, thiết thực. Và qua chuyến đi này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua để lập thành tích chào mừng 20 năm của thành phố, nhưng đồng thời cũng là phát động các phong trào hành động cách mạng tiếp theo để mà góp phần cho thành phố chúng ta ngày càng phát triển. Tạm biệt quê Bác, trong trái tim mỗi người con từ vùng đất Tây Đô tràn đầy niềm tự hào thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có những hành động, việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của người, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển, tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.
Thưa quý vị, chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi nổi ở nông thôn gắn kết với đô thị. Nhiều hoạt động đi vào thực chất, thu hẹp dần chênh lệch mức sống giữa đô thị và nông thôn. Cuối năm 2023, thành phố Cần Thơ có 31 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và năm 2024, thành phố sẽ phấn đấu có 100% xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phấn đấu xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2-4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu xây dựng 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Qua đó, nâng số xã nông thôn mới nâng cao là 36 trên 36 xã và 8 trên 36 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2024-2025 hơn 2.855 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hơn 1.488 tỷ đồng. Vốn doanh nghiệp khoảng 469,3 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 879,9 tỷ đồng, huy động cộng đồng dân cư hơn 17,9 tỷ đồng. Cùng với việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới để tạo bộ mặt đẹp cho vùng nông thôn, thì việc đầu tư xây dựng nhiều cây cầu vượt sông Cần Thơ sẽ tạo ra sự kết nối liên thông giữa khu vực hai bên sông. Các dự án không chỉ thúc đẩy quá trình phát triển của vùng đất Tây Đô, mà còn là điểm nhấn về kiến trúc, văn hóa cho đô thị miền sông nước. Những công trình cầu vừa được hoàn thành cuối năm 2023 gồm cầu Trần Hoàng Na, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ đã đem lại niềm vui và phấn khởi cho người dân cùng trung tâm thành phố lẫn vùng ngoại thành. Cần Thơ với hệ thống sông kênh rạch dày đặc, từ đó hình thành lên một thành phố đặc thù, kết tụ nhiều vùng thành chuỗi phát triển năng động. Do đó, những chiếc cầu nối đôi bờ có ý nghĩa hết sức đặc biệt, giúp phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Và tiếp tục chương trình với câu chuyện về những chiếc cầu nối liền đôi bờ. Quý vị thân mến, 124 cây cầu mang tên Hy vọng được triển khai và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018 đến nay tại các quận huyện ngoại thành Cần Thơ để góp phần giúp cho các địa phương nâng chất tiêu chí nông thôn mới. Đây là chương trình phối hợp giữa Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ với Quỹ Hy vọng, một quỹ xã hội từ thiện do báo điện tử VN Express và công ty cổ phần FPT thành lập. Từ những cây cầu mang tên Hy vọng này mà trong những năm qua, những tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã có sự thay đổi rõ rệt, góp phần làm thay đổi diện mạo mới của một vùng quê. Giao thông nông thôn huyện Vĩnh Thạnh 20 năm qua là một bức tranh sinh động, phản ánh sự thay đổi về đời sống kinh tế xã hội của một huyện ngoại thành, xa trung tâm thành phố với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Thời gian qua, được đầu tư triển khai những cây cầu vật chất thay cho những cây cầu tạm bỡ sẽ là bước đệm giúp cho cuộc sống của người dân ngày một phát triển, sung túc và ấm no hơn. Rất phát triển như là đường xá, rồi hai cảnh quan môi trường với cái đi lại bà con với cái điều kiện kinh tế bà con đã rất phát triển, như giao lưu hàng hóa thuận tiện hơn so trước đây đó. Thì nhìn chung là đời sống bà con ngày một phát triển nâng lên. Ở địa phương ngày phát triển đi lên nó thấy á. Cũng như bây giờ cầu kỳ này kia nọ bê tông quá hết, hồi xưa cầu cây không mà đi mà nó gãy rồi còn lọt chân xuống dưới á. Còn bây giờ tôi thấy vậy là khởi sắc cho cái địa phương này dữ lắm rồi. Thì trong những năm vừa qua thì cũng có cái quỹ hy vọng nó hỗ trợ cho địa phương để xây dựng một số cây cầu. Thì nó cũng đáp ứng cho cái bà con mà giao lưu cái hàng hóa nông sản. Mình vận chuyển bằng xe tải rồi chạy ngang thì nó rất là thuận tiện. Chứ ngày xưa thì đi bằng ghe, bằng tàu thì nó tốn kinh phí nhiều hơn. Hiện tại, huyện Vĩnh Thạnh được hỗ trợ triển khai 72 cây cầu hy vọng với tổng kinh phí 34 tỷ đồng. Trong đó, quỹ hy vọng tài trợ hơn 7 tỷ đồng, còn lại do ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. 4 quận huyện mà được triển khai cái dự án cầu hy vọng trên địa bàn phố Cần Thơ đó là Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Ô Môn và Thốt Nốt. Các địa phương trên địa bàn phố thực hiện được cái dự án cầu hy vọng thì sẽ góp phần thực hiện được các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là xây dựng văn minh đô thị. Qua đó sẽ góp phần tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Thực hiện các cái công trình này cũng là tạo bộ mặt nông thôn phát triển để chào đón kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ thực thụ Trung ương và 20 năm thành lập huyện Vĩnh Thạnh. Không chỉ là sự thay đổi đơn thuần về những tuyến đường được bê tông hóa hay những chiếc cầu bê tông vững chắc, mà trên tất cả là sự thay đổi chiều sâu về tư duy, về những giải pháp có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển nông thôn mới hiện nay. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, đặc biệt là cũng như là mời gọi các cái nhà đầu tư
các cái dự án hỗ trợ về địa phương như là dự án quỹ hy vọng, dự án mà chúng ta đang thực hiện để làm sao để mà là hoàn thành các cái chỉ tiêu là về cái đường, về cái cầu để phục vụ là cái đời sống của nhân dân ở cái vùng sâu, vùng xa. Những cây cầu bê tông đã thay thế cho những cây cầu khỉ, cầu dán, giúp việc đi lại của người dân được dễ dàng, việc vận chuyển nông sản được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần thay đổi diện mạo của một vùng quê, nâng cao đời sống của người dân, cũng như góp phần hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025 của quê hương Vĩnh Thạnh. Thưa quý vị, những năm qua tại thành phố Cần Thơ, cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch không ngừng được đầu tư xây dựng đồng bộ với thế mạnh sản phẩm du lịch đặc thù là sinh thái sông nước đô thị, du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa và du lịch MICE, góp phần đưa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và vùng đất con người Cần Thơ nói riêng đến với bạn bè quốc tế. Và cũng nhờ đó, năm 2023, du lịch Cần Thơ đón gần 5,99 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 5.420 tỷ đồng. Và dự kiến trong năm nay sẽ tiếp tục đón lượng khách cao hơn năm cũ. Thành phố Cần Thơ hiện có 636 cơ sở lưu trú với tổng số 10.500 phòng lưu trú, 74 doanh nghiệp lữ hành, 34 khu điểm vườn tham quan du lịch và 140 sản phẩm ô cốp của 71 chủ thể là hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã. Theo kế hoạch năm 2024, ngành du lịch Cần Thơ phấn đấu đạt 6.100.000 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách du lịch lưu trú đạt 3.100.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.000 tỷ. Cùng với đó, Cần Thơ sẽ tổ chức và tham gia xúc tiến quảng bá du lịch trong nước tại Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh và ngoài nước gồm thị trường Trung Quốc, Campuchia, Úc. Thông tin phấn khởi của học sinh thành phố Cần Thơ mang về trong ngày đầu năm mới, đó là tại cuộc thi bàn tính và toán số học liên Thái Bình Dương lần thứ 21 được tổ chức tại trung tâm hội nghị SICO, thành phố Mumbai, Ấn Độ vào cuối năm 2023. Đội tuyển toán trí tuệ Genius Kids Việt Nam tham dự và đạt thành tích cao. Đoàn thí sinh Việt Nam có 3 đại diện tham gia tranh tài. Kết quả Group A có Nguyễn Lữ Gia Phát, 5 tuổi, học sinh lớp lá 1 trường mầm non Hoa Lan, đạt Á quân 2. Group D có Bùi Thảo Tiên, 12 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, đạt quán quân. Group B có Nguyễn Châu Bảo Ngọc, 9 tuổi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, đạt Á quân 2. Cuộc thi bàn tính và toán số học liên Thái Bình Dương là kỳ thi quốc tế với sự tham gia tranh tài của gần 500 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Năm 2024, cuộc thi sẽ được tổ chức tại Iran. Về dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, trên địa bàn thành phố có không ít những quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng khi tròn 20 tuổi. Đây không những là niềm tự hào mà còn là động lực để thế hệ sau tiếp nối, viết tiếp trang sử vàng cũng như thành tựu đáng trân trọng trong 20 năm xây dựng và phát triển của thành phố. Đợt kết nạp đảng chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương vào trung tuần tháng 11 vừa qua. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ có 2 sinh viên ưu tú vừa tròn 20 tuổi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Đó là sinh viên Trần Thảo Vi và Nguyễn Hữu Lộc. Khi mà được kết nạp đứng vào hàng ngũ của đảng, em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Bản thân em thì luôn cố gắng hết mình trong việc học tập chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó thì em cũng tích cực tham gia các hoạt động do trường để có thể là phát triển thêm kiến thức của bản thân và giúp ích được cho mọi người. Bằng sự phấn đấu rèn luyện của bản thân và sự chăm bồi của chi quỹ, chiến sĩ trẻ Nguyễn Đức Thanh, công an quận Bình Thủy cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng trong dịp này. Qua quá trình công tác, phấn đấu và rèn luyện trong môi trường công an nhân dân, vừa qua tôi đã được kết nạp vào đảng. Đó là một niềm vinh dự và tự hào của tôi là một đảng viên trẻ. Trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng học tập, trau dồi bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên mới dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các đảng bộ trực thuộc thành ủy đã tập trung tạo nguồn, chăm bồi phát triển đảng viên mới từ học sinh, sinh viên, hội viên, đoàn viên. Trong số các đảng viên mới kết nạp vào tháng 11 vừa qua, có 10 đảng viên tuổi 20 là sinh viên, đoàn thanh niên, chiến sĩ công an, thành viên ban chỉ huy quân sự phường. Kết nạp đảng vào ngay tuổi 20 nhờ nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Với một vai trò là đảng viên trẻ, tôi luôn ra sức học hỏi,
trau dồi thêm kỹ năng và làm tốt những nhiệm vụ và của cấp ủy và đoàn phường giao cho. Tạo nguồn đối với cái lực lượng thanh niên trẻ trong cái lực lượng mà của đoàn viên thanh niên, hay là các cái trong cái đoàn viên hội viên của đoàn thể, nó có cái phẩm chất đạo đức về tư tưởng chính trị á, thì mình đưa đi để mà học cái lớp đối tượng đảng, để mà sau đó thì giới thiệu từng cái cấp ủy chi bộ để châm đồi, để tạo cái nguồn để phát triển cho nó đạt cái chất lượng. Việc châm bồi tạo nguồn này thì được xây dựng thành những cái kế hoạch cụ thể và được giao cho các đơn vị như là các chi bộ và đặc biệt là đoàn thanh niên của trường, để có thể phát hiện nhanh sớm đối với các đoàn viên ưu tú. Từ đó các chi bộ mới tiến hành cái việc châm bồi để giới thiệu cho đảng ủy trường công nhận là đối tượng đảng, từ đó tiếp tục hỗ trợ các bạn để đạt được những cái tiêu chuẩn trước khi kết nạp đảng. Những đảng viên tuổi 20, lứa tuổi đầy nhiệt huyết, sẽ phát huy truyền thống cha ông, xung kích đi đầu, tiền phong gương mẫu xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng phồn thịnh. Và thông tin vừa rồi cũng là điểm kết của chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Một lần nữa, những người thực hiện chương trình chúc quý khán giả một năm mới thật nhiều thành công và thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.